À, một con nữa ra lò các bạn nhá. Ui con này to, con to vật vã luôn các bạn ạ. Ui. Ơi, cao cao tí nữa. Con này rất là to. Chắc là tạ đấy anh nhỉ. Đấy, nhìn cái giá nổ lobo lobo kìa. Khói bốc nghi ngút này. Không phải khói mà hơi hơi, hơi nóng á. Rất là tuyệt vời luôn. Con này nặng quá nên nó bị toát cái phần da này lúc mà nó quay á. Quay ông chủ này. Vâng. Ông chủ này làm 5 năm trong nghề làm nghề thịt tôi luôn đấy. Thôi nào thử qua một vòng thôi nào. Thắng, quay chiến thắng, hang ví nhỉ. Quay ông chủ, quay hang ví đi. Đấy. Rồi. Đây ông chủ đây đang mở thôi. Vâng vâng. Quay cái thịt của này nó đấy, bây giờ đang rút đòn ra để sang cho khách. Hôm nay là xác định một con nào phải không anh? À, hôm nay xác định một con nào phải không? Chơi bời thôi nhỉ. Là đến hội nhà mình thì làm con để anh em vui chơi đâu phải không? Làm được xây được nhà to rồi về không làm nữa. À. Thế bao giờ xây quay thêm xây thêm cái nữa? Không, hết đất rồi. Hết đất rồi. Anh bắt đầu cắt chân các cổ mổ ra nhá. Đấy. Mày quên đấy đó, chưa đổ nước. Cái chậu về hướng đây, cái bàn sạch mà. Hướng chậu thôi. Bắt nóng bắt luôn rồi. Thấy chưa? Lâu lắm không làm quên rồi. Có biệt thự rồi, quên người rồi hả? Xe này cũng quên rồi. Anh cái bát đây. Ôi, nhìn cái này này. Cái này nhìn ngon sướng này, nhìn cái này này. Sạch mà bàn rửa sao không sạch. Cái loại này phê ăn nhỉ? Ôi, hết rồi đây, nó chảy rồi. Nó phê luôn. Ui, ở cái này ngon. Lấy cái túi nhặt, lấy túi nhặt. Tuyệt vời luôn. Ui, rồi, con này. Cái này là tuyệt vời. Con tạ không con này ạ? Tạ đây. Yep. Đấy, con lợn 95 cân với mình vừa quay này. Lên bàn luôn này, đấy các bạn ơi. Cái nước này mà chấm bún với bánh mì thì thôi rồi luôn. Nhớ bà nội, thương bà ngoại luôn. Đấy. Hay đấy. Đấy, đây, anh chủ chặt này phát nhà như mà anh con đôi quan vân trường mà chém dạ luôn. Anh con đôi anh chủ đi à? Ông chủ này là thợ bón mùa rồi nên quá là phê luôn. Nhìn cái thứ gì sau này nhìn các bạn ngon dã man luôn nhá. Các bạn ơi, đây là chuẩn lợn làng chuẩn lợn miền núi nhá, không phải lợn xuất khẩu Trung Quốc đâu nhá. Đấy là lợn làng, đây làng có lợn. Ủa đấy, các bạn nghe tiếng bì rơi xuống là kêu giòn rụng không? Nhìn các chị em chỉ muốn rụng trứng rồi. Làm tí về ăn đi anh Huy ơi. Nghe lời nói đã thấy ngon rồi. Chưa ăn đã thấy ngon rồi. Anh Huy, làm tí về ăn đi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Hả? Lấy luôn á? Lấy nhá. Hả? Lấy một đòn thôi. Sao? Thôi. Ôi, thật cảm ơn. Quyết đủ nước. Đấy, em mua trước mày ăn. Thôi để anh thay cho. Này ngon đấy. Làm tiếp okay. Đi anh, để cho khán giả thèm à. Mừng đấy cho chín. Con lợn quay này còn có 6 chỉ nữa, không phải. Ý là làm tiếp đi. Cái này mà mang thảo giấm mới là ngon này. Không, phải nóng thì ăn luôn chứ anh. Thảo giấm đấy. Khán giả đang thèm ấy, làm tiếp đi. Lợn quay nó cũng thổi đấy. Ăn vừa thổi đây. Wow, cái này cái này mới ngon. Con nước mùi đi nghèo chứ. Nước quá nhỉ. Nóng hổi đây, vừa ăn vừa thổi đây. Ăn không còn thổi luôn. Mùa này nặng, lạnh này không thổi. Các bạn này, chỉ cần nghe này, cô cục này. Cục nhá. Đấy. Chưa? Quá tuyệt vời. Đấy, nhìn chưa? Quay hàng ví.
mỗi một phát chém mỗi một cái răng. Ôi. Bây giờ phải uống được một lúc. Thì đã nó to. Ôi. Ngon, tuyệt vời. Còn năm nay cơ hội làng nên là các anh đây đều quay lượn hết, quay đây để bán chơi. Nhìn cái thứ thịt này ngon đâu, làm chứ chặt vào đâu ra. Xem nào, đó, bên trong là lá măng mật nha các bạn nhé. Cái này được mà, cái này sạch mà. Ngon không? Cái này nó hai cái rồi đấy, đeo mấy cái đấy. Nóng tỏa ra nghi ngút đây các bạn ạ. Lấy bọn này đi mua đi làm cho em ấy thôi. Nghe chặt đôi chưa? Nhìn rồi. Nhìn nó còn quá rồi các bạn. Đấy, bên kia cũng là hội. Đây là chung giữa hội luôn các bạn nhá. Từ đá để ai mở ra. Đây cái môi về đấy, cái môi về thì cũng thế đâu, đang tròn tròn. Kiếm kỹ thế, đấy, quay lợn thế này mới phải là quay lợn. Có cúi đây nào đấy, cúi thôi được. Tàn bờ ấy về nè, phải tàn nặng. Thì anh bắt đầu phang nhá, bắt đầu bổ đuôi cái này nhá. Đang nóng vừa mới giao nò luôn. Nhìn thấy không? Mở đâu? Đây móc mớn mới ngọt cô ạ. Đây tổng bao nhiêu đấy? Có chứ,
quay bóng cho vì thà lợn luộc còn hơn. Cẩn thận. Nhiều quá. Cân được. Không. Mua ăn rồi ăn cân mà. Cắt cho nó ra đi. Đỡ phải chưa nữa. Cắt thế nào thì cắt. Ok nó đấy. Có đoạn chiên thôi. Còn lưng ấy, còn lưng thì cắt thôi. Cắt đầu ra. Không. Cắt đầu dưới này đi. Ở dưới ngọt hơn chứ chị. Không. À, phần dưới nó ngọt thịt hơn. Chê mỡ thôi. Nhưng mà người ta bên dưới là nó béo hơn. Không béo đâu, nên không có mỡ đâu mà. Đó là nhé. Vẫn còn nhiều nước đấy nhỉ. Chúng ta chạy ra. Tiền máy lên tám lạng tám lạng tiền hai tám em mà tiền sáu mươi sáu 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 năm đi. Đâu. Không lấy vì thì mất tiền rồi đấy. Chặt đòi thì cố mẹ. Cái miếng này cái cố mẹ. Tập rồi. Đấy, đấy. Cái hàn này hẳn mà con nắp chặt đòi lại đấy. Kê kê quá. Nó cố nặng, nó nặng quá. Nặng á? Ừ, không lấy đâu. Không lấy. Nó nặng kê quá. Nó đi hai cái.
Cái này là không cũng bạc. Nhìn thò cháu múc đi. Để cái đĩa ra đây này anh ơi. Để cái đĩa ra đây. Đây mới có chỗ để chặt này. Dịch ra một tí, anh dịch ra một tí được. Rơi được đấy. Đấy, đấy, đấy. Ngon lắm. Tay đầu rồi làm nếu có cái sành thì nó đừng có quay người nhé. Máy nó phải chĩa lên mà thấy người. Cái này bắt được. Cái này sẽ tiếp cái này. Máy bỏ nó vô vào này. Ghi tên vào đi. Ghi nào vào đi. Anh Hùng. Tí nó phát lên trên. Cân mấy anh? Cân nâu gì cô? Đó này được. Cân 2. Ăn tí cho ăn được. Yên tâm nhau. Lại cân. Cái này là vừa đi thả đồ ấy. Thằng nói thấy nghe nè. Con nữa à? Nóng gần thứ này mới bón nổ à?
Làm bán chiều rồi sướng. Làm bán sướng là đi về. Chặt chiều thì chỉ có khách ở gần thôi, chặt không kịp. Cho về bé nhỉ? Chẳng qua là còn bé còn đốt. Nhỏ. Tay về đầu. Cầm cái chồng. Con mở sau mới nhớ. Em để. Mình để đâu? Ta? Mình để đâu? Về gần đây. Cần nòng nó. Cái nào? Cần nòng nghe. Không bẩn đâu. Tối bắn cho nông thạch. Cái gì con nữa? Mất cái đuôi. Ăn mình giờ mới ăn ta. Mày không thấy ăn mà ăn được. Tầm trách tay đấy. Tầm trách tay đấy. Tầm trách tay đấy.